Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại nhá. Tôi đã lại quay trở lại với tập 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 bao nhiêu chả nhớ, hình như tập 12 đúng rồi. Quay lại tập 12 đây anh em. Đây, tôi sẽ giới thiệu trước cho anh em một chút đồ, bởi vì trước là tôi cũng có vào chơi trước rồi. Chơi trước tí thôi. Em đừng lo, tôi không có hack đâu, đừng lo. Anh em thấy thằng Dân đấy không? Thằng Dân này là một trong hai thằng Dân mà trước có bị lạc á. Thì là anh em nhớ là nó có một thằng ấy, nó ở dưới cái hố hố một con cừu chết đúng không? Đó, và một thằng thì nó ở trong địa ngục đó. Tôi đã mang được cả hai thằng đấy về. Thì cái phương pháp là phương pháp thì nó hơi rắc rối tí, thì thằng trong địa ngục thì tôi phải dùng thuyền ấy, thì tôi cho nó ngồi trên thuyền sau thì tôi lái nó về. Nói chung là anh em nào chơi rồi thì anh em sẽ biết cái đó. Đó, thì mình có thể dùng thuyền để mình đi ở trên cạn cơ, chung khá là pro. Ok, đây, thế là tôi đã có được quyển sách siêu tốt này đấy anh em. Đó, và tôi đã có cái cuốc này này. Đó, cuốc siêu tốt này nó giúp tôi có được cục cỏ đó, và tôi đã làm được cho cái ruộng của tôi nó mọc cỏ lên rồi. Đây này, tôi lên tôi cho anh em xem cái ruộng tôi nó mọc cỏ lên. Úi dồi, ruộng đẹp không? Chừng là có nhiều thứ giới thiệu cho anh em đấy. Anh em thấy cỏ tôi mọc lên chưa? Nó xanh xanh này. Từ từ rồi thì cỏ nó mới lan rộng rồi anh em ạ. Đây, tiếp đến là tôi giới thiệu cho anh em cái bàn phù phép. Úi từ 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 từ. À ok rồi. Đó. Cái bàn phù phép này tôi đã hoàn thành hết tất cả những cái sách bên cạnh rồi. Tôi đã phải cho bò ăn, và sau đó thì tôi phải lấy mía đấy. Sau đó thì tôi phải giết bò để tôi có da bò ấy, tôi làm ấy. Đó, thì tôi mới có thể hoàn thành được cái bàn này rồi. Thì anh em nhìn này đó, mình đặt thanh kiếm và là mình có thể lên được cái level max là 30 rồi. Bên tao Atropos 4 thì luôn này. Chung là cái này là một cái khảm khá là khỏe ạ. Nhưng mà thôi, tôi hơi lười khảm. Đúng rồi, tôi anh em thấy cái bộ giáp của tôi nó có cái áo là tôi chưa khảm đúng không? Để tôi khảm luôn cái áo anh em ạ. Tôi cầm cái ấy đây, thì để tôi giới thiệu nốt cho anh em một vài cái rồi thì tôi đi khảm áo. Đây, nhầm 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 đây. Úi dồi ôi, đây là cái rương địa ngục của tôi đây anh em. Anh em thấy có nhiều đồ lạ không? Crying Obsidian này, đó. Anh em biết tất cả những cái đống đồ ấy tôi lấy được ở đâu không? Thì anh em thì trước là tôi cũng có gọi là phải lên chi wiki đọc, thì là cái bọn lợn trong địa ngục ấy nó khá là hay. Mình vứt vàng bọn nó là bọn nó sẽ vứt lại một cái đồ đó cho mình, khá là hay. Nên là tôi nhốt bọn nó lại ấy. Sau đó thì nó vứt hết số vàng của tôi đi. Em nhìn này hả, tôi không còn một cục vàng nào luôn. Tôi vứt hết sạch vàng luôn rồi. Thế là chúng có đưa lại được cho tôi khá là nhiều đồ, tổng cộng là trong cái đống này này nói chung là khá là nhiều. Thì cái Crying Obsidian này này, thế nó là một cái khá là hay. Sau này mình có thể làm được cái cục mà nó giúp mình hồi sinh đấy anh em, khá là ghê, hay lắm. Sau này có dịp tôi làm cho anh em xem. Ok, đấy. Bây giờ nếu mà mình muốn khảm đồ mà mình muốn dùng cái bàn phù phép ấy, là mình phải có cái màu xanh vừa nãy ấy, mà tôi vừa mới cầm đấy. À cái này này. Úi rồi đó. Tôi khảm đồ cho anh em xem nhé. Này, một. Cái gì đây? Cái unbreaking này thì nó sẽ làm cho cái đồ của mình nó khó vỡ hơn anh em ạ, khảm luôn nhỉ. Ôi xịn chưa. Rồi ui thế này tôi được unbreaking 3 và được cái bảo vệ 3 luôn. Chung là cái này khá khỏe đấy anh em. Nó anh em tôi ngầu không, thì tôi quá ngầu không đó. Full giáp kim cương mà còn gọi là được full khảm luôn, xịn. À, chung mà cũng có một vài cái để giới thiệu thêm với anh em thế thôi, không không có gì mới đâu. Thì ok, thì buổi hôm nay thì đến đây thôi nhá anh em. Bye bye anh em nhá, tôi chỉ muốn để làm để giới thiệu cho anh em chút thôi. Đó, bye bye anh em nhá, chào tạm biệt anh em. Đùa anh em thôi. Đùa anh em tí thôi.
Đó thì làm gì có chuyện một tập nó ngắn thế được. Đùa thôi, ai chơi thế đúng không, làm người ai làm thế. Đây thì trước là tôi đã đi đào thêm bạc để tôi làm được cái cục tạ này đó. Thì lấy cục này nó giúp chúng ta cực kỳ nhiều thứ luôn anh em ạ. Nó giống kiểu là anh em có quyển sách này đúng không? Xong bây giờ là anh em muốn ép cái quyển sách này nó vào trong kiếm này đúng không? Anh có thể lấy kiếm này, anh em đặt vào đây này, xong anh em đặt cái quyển sách vào đó thì nó sẽ ép ra được cho anh em đó. Xịn lắm, xịn lắm, xịn không? Hi hi hả, chung vậy thôi. Ok thì từ tôi đi ngủ đã. À đúng rồi, hồi trước có bạn bảo với tôi là tôi có thể sửa golem bằng cách là tôi dùng sắt tôi ấn vào người golem, nhưng mà tôi chưa biết ấn như nào, để tôi lên tôi ấn thử xem là thế nào. Yêu anh em. Ê, từ 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 ở chết rồi, đi sao chat kiểu gì thế mà con chat sai kìa. Yêu anh em. Ồ, yêu anh em. Từ từ tôi nhảy tí anh em ạ. 1 2 3. Ok. Đâu rồi? Golem đâu rồi? Để tôi dùng sắt tôi ấn vào người golem xem sao nào. Đâu rồi? Ui rồi. Trời ơi, con Creeper kìa. Con golem cơ. Vì sao mà không thấy con golem đâu anh em ơi? Hồi trước ở làng tôi là có mấy con golem lên cơ mà. Thế hai chúng nó bị zom nó giết hết rồi. Tôi buồn phết nhở. Buồn phết nhở, thôi, tránh xa tao ra nhá con kia nhá. Buồn buồn quá nhờ, golem chết hết rồi. Anh em thấy cái rượu, anh em thấy cái ruộng mía của tôi xịn không, dài không? Thôi buồn tí vì golem chết hết rồi các bạn. Thôi không sao. Thì đúng rồi, chết cha rồi. Nó còn một cái nữa tôi còn chưa chưa quên quên chưa nói với anh em. Nó bàn bàn làm thuốc anh em ạ. Anh em còn nhớ cái Blaze Rod mà hồi trước tôi kiếm được, tôi bảo rất là quan trọng không? Đây này, nó chính là nó thì nó giúp cho mình làm bằng thuốc cái này đó. Chúng ta đã làm bằng thuốc, nhưng mà mỗi tội là bây giờ tôi đang muốn làm cái thuốc kháng lửa để trước quá tôi xuống địa ngục tôi có việc anh em ạ. Nhưng mà mỗi tội là chúng ta không có cái đồ để làm cái thuốc đó. Chúng ta thiếu cái đồ để làm cái thuốc đó anh em ạ. Vậy nên là bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì anh em biết không? Anh em biết là hôm nay nội dung tôi sẽ đi làm gì không? Ha, tôi đợi ngày này lâu lắm rồi anh em ạ. Đợi ngày này lâu lắm rồi. Chúng ta sẽ đi lấy bộ giáp mạnh nhất ở trong cái game này anh em ạ. Chắc là anh em cũng hiểu ý tôi ở đây đúng không? Chúng ta sẽ đi vào địa ngục và tìm loại khoáng tuyệt vời nhất trên đời đấy anh em. Tôi đã lên mạng và tôi tìm hiểu rồi, thì đó là để đào cái khoáng ấy là đào còn mệt hơn cả đào kim cương anh em ạ. Mà anh em có nhớ cái hôm tôi đào kim cương không? Tôi đào hôm đó là tôi đào xong mà kiểu tôi bị đần cả người đó luôn ấy, mệt. Thế vì kiểu lâu mà. Thế nhưng mà tôi đã tìm hiểu về một cách mà mình có thể đào được các loại khoáng trong địa ngục một cách mà cực kỳ gọi là nhanh gọn lẹ anh em ạ. Đó là chúng ta cần dùng giường anh em ạ. Tại vì là trong địa ngục thì nó có một cái nó là thế này, thì tôi cũng không biết ở địa ngục ngoài đời nó có vậy không, nhưng mà ở trong địa ngục, ở trong game này ấy, thì nó không có màn đêm đúng không? Anh em nhớ là nó không có màn đêm đúng không? Đó. Vậy thì làm sao mà đi ngủ đúng không? Không đi ngủ được. Thế nếu mà mình mà đặt cái giường ra, sau đó mình nằm lên nó thì sao? Đó. Thì ấy, thì tôi đã tôi không ngu đến độ mà tôi thử đâu anh em. Tôi đã lên mạng tôi tìm hiểu. Chứ mà tôi không tôi cũng mà tôi cũng phải cẩn thận chứ. Đó. Thì thế là mình mà nằm lên cái giường trong địa ngục ấy là nó sẽ nổ anh em ạ. Nó sẽ nổ đấy. Đó. Thế nên là chúng ta sẽ dùng giường để chúng ta làm thành bom.
chúng ta cho nổ đó. Tìm để tìm cái loại khoáng sản đó cho địa ngục. Đây, đó là lý do vì sao mà hồi trước tôi lại đi tìm cừu đấy, bởi vì cừu rất quan trọng. Đó. Tôi cho mấy em bò ăn tí nhỉ. Anh em thấy cái ở trong ruộng của tôi nó ít bò không? Anh em biết được sao nó ít vậy không? Đây là bởi vì là trước thì tôi xử hết sạch bò để tôi làm cái bàn phù phép đấy anh em. Phải tôi làm cái lồng sắt tôi để xung quanh cái bàn phù phép á. Đó. Đông nhỉ. Đông đúc. Một đại gia đình bò cừu. Rồi. Ok xong rồi. Bây giờ xuống lấy gỗ và mang thêm một chút đồ cần thiết đi rồi vào địa ngục tìm tìm đồ thôi anh em. Tìm cái loại đá đó. Một loại đá cực kỳ ngầu anh em ạ. Kỳ ngầu. Cái gỗ của tôi có khá nhiều bởi vì trước là tôi phải đi chặt gỗ để tôi ấy mà. Tôi chặt gỗ để tôi còn đổi gậy với cái thằng dân làng này. Ôi giời, ôi ôi giàu chưa? Đó. Giường là cái bét này, bét. Thôi từ từ, bét đấy. Đặt cái này vào đây. Đặt cái này lên. 8 cái giường luôn. Xịn. Thế nhưng mà hơi nhiều ta. Cái này có mang đi được hết không? Chết cha. Tôi full đồ anh em ơi, tôi full đồ rồi. À đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tôi sẽ phải cất đi một vài cái đồ cần một vài cái đồ mà nó không cần thiết. Số nước thì vào địa ngục chả làm cái tích sự ở đâu, cất đi. À, đúng rồi, bạc này, cất bạc cái này. Thì thế này hơi nhiều, đúng rồi. Chúng mình rất là cần cái này đấy anh em này. Trước là tôi có cái này là từ cái bọn lợn ở địa ngục ấy, tôi vứt vàng bọn nó xong thì bọn nó vứt cho tôi cái này. Cái này là thuốc, nó giúp mình không bị cháy. Đó. Trong lúc mình vào địa ngục là nó rất là nguy hiểm vì anh em biết mà, thì mình dùng bom vào địa ngục mà nó nổ phát mà chẳng may cái lava tràn vào người mình là chết, thế nên là mình có cái này đó. Chúng ta cần có một cái rương ở đó, thì hồi trước thì ở chỗ này thì nó có cái rương ấy đúng không, thế nhưng mà tôi phá đi rồi, tôi đặt thay vào đây là một cục tạ. Đó. Để chúng ta sẽ làm một cái rương nhỏ 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 thôi, xinh xinh đúng không. Đúng rồi. Cái cuốc. Anh em vào, anh em nhìn thấy cuốc chưa? Efficiency 4 đấy, Unbreaking 3 đấy. À. Cuốc này là trước là tôi cũng khảm nó từ cái bàn phù phép ấy. Đây thì vào cái giày nữa, cái giày Soul Speed này thì bọn lợn nó vứt cho tôi đấy, lợn công nhận hào phóng nhỉ. Đó. Mang này đi để chút nữa mình đào cái cục kia anh em ạ. Đi thôi, nhỉ. Anh em thấy tôi mang đủ đồ chưa? Mang thêm tí gỗ ở đây, tôi mang bằng cái gỗ đi. Ok, đi thôi. Ăn tí. Ơ, tối rồi à? Chưa tối. Khá nhiều. Tôi thay cái giáp vàng vào cho bọn lợn nó không đập tôi anh em ạ. Đây này, đây này. Thế anh em thấy cái hố này không? Thì cái hố này trước thì tôi nhốt một con lợn đấy, tôi nhốt con lợn để nó vứt. Ok. Nó lại là cái con quái nó bắn kìa. Kệ đi. Không quan tâm. Bây giờ tôi phải cố gắng tôi tìm đường tôi đi xuống cái chỗ thấp hơn anh em ạ. Thì kìa kìa. Đó, thì cái tầng thấp hơn thì nó nằm dưới kìa, về tìm đường đi xuống chỗ đó. Xuống à đây rồi. Tôi thấy được rồi. Đây thì mình cứ đào ven 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 đây mình xuống nhỉ. À, đây đây. Úi rồi nguy hiểm nhờ. Đây đi, đây đi, đây đi. Nói chung là trong địa ngục là cũng nguy hiểm lắm anh em ạ. Đó.
cũng may là tôi có cái thuốc để nó giúp tôi nó không bị cháy rồi. Đó. Thuốc này nó sẽ rất là hữu ích. Đào cái đường hầm nhỏ nhỏ xinh xinh nhỉ. Xong rồi đó thì chúng ta qua được bên kia. Sao mãi mà chưa qua này? Sao mãi mà vẫn chưa qua này anh em? What? What? Phun đồ lên rồi. Hay là tôi đào nhầm chỗ nào à? Lạ ra. Để tôi chạy ra ngoài tôi nhòm thử xem là có đúng cái đường hay không. Ủa? Hello mấy anh lạ. Đúng mà, thì nếu mà tôi đào đúng rồi đúng không? Tôi đào thẳng đó thì tôi sẽ qua được bên kia. À hiểu 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 rồi. Tôi sẽ ở đúng rồi thì cái đường thì là để đi qua cái nó hơi dài thì mình cứ đào thẳng là được anh em ạ, mình cứ đào thẳng là được. Đây thì ở đây tôi đào xuống một tí. Ok, khá nhiều đá địa ngục đó, nói chung là mình cứ đào xuống cái này này. Ôi rồi rồi nó có được không đấy, ghê vậy, vứt qua bên ngoài. Ok. Nguy hiểm quá anh em ơi, nguy hiểm quá. Bây giờ nó có cách nào thèm mình xuống không? Xuống ta. Đây tôi xây thêm qua bên kia cho nó an toàn anh em ạ. Ô, cái rừng đỏ kia đẹp chưa? Nói thật là tôi chưa được gặp cái rừng xanh bao giờ, thế nhưng mà tôi nhìn cái rừng đỏ nhiều nhiều mà giờ tôi vẫn thấy đẹp luôn đấy. Công nhận là rừng trong địa ngục kiểu là đúng một cái gì đó khác biệt đấy. Anh em có nhớ là hồi trước tôi đi vàng là tôi chê không? Đó. Ô, có lợn. Ôi, thôi. Nào, mày ngồi mày ra đây. Sợ ngay. Láo. Có lợn khá dễ thương. Đó. Hồi trước là tôi tới vàng là tôi chê, chứ còn giờ tôi tới vàng tôi đào vội anh em ạ. Đào vội. Vứt cái gì ra ta? À, cái rương. Ừ, đây. Tôi để cái rương ở đây. À không được. Chốc nữa tôi để cái rương ở đây hơi sợ, chốc chốc nhỡ có thằng nào ăn nó ăn cướp ấy. Đây, tôi đặt cục bông ra đây đi. Đó. Đặt tạm. Hay nhỉ, thì mình để bông trong địa ngục thì nó phải nóng nhưng mà cháy cục bông nhưng mà không cháy luôn, xịn. Ok, à, cái nhà mình kia. Đây này. Cái đoạn tường đây. Hay là phải xây đường đi về các bạn. Thì tôi cũng chả biết là xây. Ủa. Thôi nào. Bắn vậy là hỏng hết cầu của tôi rồi. Nó cục xúc nhỉ? Sao mà trong địa cục nó không có con nào thân thiện à? Cứ gặp mình là bắn thôi. Thân thiện chứ? Bọn nó không biết hiếu khách anh em ơi.
chết với ấy rồi. Thôi dùng tạm gỗ. Nên không? Nó vẫn chưa tới à? Chứ mà mình dùng tạm gỗ này thì nó cũng hơi phí thật. Xịn chưa? Xịn chưa? Đấy. Đấy, cục bông. Tôi có lại cục bông rồi. Bây giờ tôi sẽ đào thẳng xuống dưới anh em ơi. À đúng rồi, thì trước cũng có bạn đã bảo với tôi đó là mình đào xuống thì mình nên đào cái hình cầu thang thế này thì nó cũng sẽ đỡ nguy hiểm mà nó cũng sẽ đỡ thì đỡ nguy hiểm và nó cũng đỡ thì mình cũng kiểu thì mình chạy được nhanh hơn đó. Vậy nên là tôi sẽ làm theo bạn ấy xem sao. Vàng luôn kìa. Rồi. Thế này là sau này là mình có thể tiếp tục vứt vàng cho cái bọn phun à? Phun nhanh ta. Vứt cục cái ra đi. Vứt cái nào ta? Đấy, cục bông tuệ nhỏ. Nhạc bắt đầu gay cấn rồi đấy. Ồ. Theo như tôi nhớ, tôi vẫn nhớ đó là cái đá này mà đứng lên là mình bị mất máu này. Để tôi lấp nó vào cái thì mình đứng lên là mới mất máu chứ mình mà đứng ở bên cạnh thì không sao đó. Chết cha, tôi sắp hỏng cái ấy rồi. Cái cuốc của tôi nó sắp hỏng rồi anh em ơi. Rồi, holy shit. Tôi sẽ dùng tạm cái cuốc xịn này vậy. Rồi, cái cuốc này xịn lắm anh em ơi. Đào thích lắm. Tôi ấn một phát là được luôn ấy. Nó hơi chỉ kiểu là mình hack ấy. Ui dồi ôi, anh em thấy nó nguy hiểm chưa? Ui, anh em thấy nó quá là nguy hiểm luôn. Cha 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 cha. Sợ quá anh em ạ. Đã thế thì game thế là còn cho mình thêm cái quả nhạc rùng rợn vào nữa mới ghê chứ. Game biết cách chơi mình phết. Game à, rồi kinh nghiệm rồi. Ôi trời. Sao giờ ta thế giờ thì nó không cho mình đào cái hướng đó nữa à? Thôi thì đào hướng bên cạnh. Sợ gì anh em vậy? Đá nền. Thì anh em biết sao không? Tôi đã học được tất nhiên là lại là từ trên mạng rồi. Đó là ở trên mặt đất ấy thì mình đào ở tầng 11. Ở trên mặt đất là mình tìm được kim cương nhanh nhất. Nhưng mà dưới địa ngục ấy thì không phải tầng 11 đâu anh em ạ, mà là tầng 15. Đó. Cho nó cùng đếm nhá. Tầng này tầng 1 này, tầng này tầng 2 này, tầng này tầng 3 này. 4, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 rồi, 6 này, 7, 8, 9, 10, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này,
15 này. Đây 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 đây. Đây anh em ơi. Tôi sắp sửa chơi game mạo hiểm ấy anh em, tôi sắp sửa chơi game mạo hiểm đấy. Bởi vì là mình dùng giường ở trong này là không khác gì làm dùng bom đâu anh em. Sắp sửa là game mạo hiểm rồi. Holy shit, sợ quá nhà. Từ 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 cái rương đâu? Cái rương của tôi, cái rương của tôi. Rồi. Tôi đặt cái rương vào cái đã. Cất mấy cái đồ quan trọng đi anh em ạ. Chẳng may mình chết là toang đấy. Đây đi, này đi. Nói chung là rương rủng thì cũng cất đi. À, đây đổi đi rồi, xong cất cái này cầm hai cái giường trước á. Nói chung là mình cũng cất khá khá đồ đi anh em ạ. Mình thì mình cầm tạm một chút đồ đã. Đó. Cho nó an toàn, nó nguy hiểm lắm đây này. Tôi cho anh em xem thử này, nó rất là nguy hiểm luôn. Tắt cái này. Đấy, ủa. Anh em thấy chưa? Anh em thấy nó khác gì bom không? Cái gì kia? Sao lại có cái cục đá màu đen này? Mình đập xong rồi dung nham thấy nó còn chảy từ trên xuống cơ. Nguy hiểm lắm. Cái cục đá màu đen này thì mình có làm gì nó không? Cục đá màu đen này thì nó tự xuất hiện à? Chứ nó có phải cái loại khoáng gì không? Đào thử tiếng nào. Tôi đoán tập này chắc sẽ lâu đấy anh em nhỉ. Mà từ từ đã, tôi phải tìm cách tôi chặn cái lava kia đã, nó chảy xuống kia nó nguy hiểm quá. Chặn nó vào nào. Được rồi. Anh em thấy có khác gì chơi game mạo hiểm không? Anh em thấy có khác gì chơi game đó. Nói chung là mấy cái này nguy hiểm lắm anh em ạ. Tôi khuyên anh em nhé, không nên mang rừng. Nếu mà anh em nào mà có tính xây nhà trong 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 địa ngục ấy thì đừng có mang rừng vào trong địa ngục nhá. Khuyên thật. Vàng 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 hi hi hi. Tôi cũng thích vàng. Mấy mấy cái khối đen đen này nó có làm được cái gì không anh em? Đào soi về làm kỷ niệm nhỉ. Hay thật. Công nhận ở trong địa ngục có toàn có mấy cái khối trông khá là ghê, trông bẩn. Nó đùa đấy, thực ra thì cũng không bẩn. Tiếp. Tiếp tục nào. Chơi game mạo hiểm thêm một phát nữa nào. Ôi, chạy 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 chạy. Ok anh ơi. Ok. Anh em ơi. Tôi thấy cái cục khóa rồi. Tôi thấy cục khóa anh em ơi. Tôi vừa nhìn thấy cục khoáng luôn. Đây này, từ từ á, tôi tìm cách tôi chặn cái chỗ lava này lại đã, chứ chứ mà chảy ghê quá. Chắc là mình sẽ đào qua bên cạnh để mình ấy. Tôi nhìn thấy cục khoáng rồi, đẹp quá. Sao chảy gì ghê thế? Sao nó không chặn được ta? Chặn mà đi nào. Thôi cho tôi tạm chặn này vậy. Tạm thời chặn như vậy. Sao mà nó chảy nhiều thế? Ui, nó nguy hiểm quá anh em ơi. Nó thật sự nguy hiểm luôn. Rồi, cạn rồi, cạn rồi. Cạn rồi, cạn rồi. Rồi,
cạn rồi, cạn rồi anh ơi. Úi giời. Úi giời. Tôi mới nhìn thấy cái cục khoáng này này, thế nhưng mà nó nằm đâu đó ở trong đống này này thì bây giờ thì không không biết phải làm sao để mà ấy đi được cái đống lava này anh em này. Rồi anh em. Ok anh em, tôi mới vào trong địa ngục tìm tìm một chút vàng ngoài đây này đó, tìm được 45 rồi. Nghèo tới độ giờ phải ăn thịt zombie này. Tôi nhảy phát. 1 2 3. Tôi sẽ nhảy cái lúc nào mà tôi gọi là muốn nhảy anh em ạ. Nên là anh em đừng có quan tâm nhé. Nhảy giống kiểu là để mình kiểu là đấy, thì trước khi dùng micro là thì người ta cứ alo alo ấy đấy để cho để mình check anh em ạ. Check xong có gì trục trặc. Ok thì thế cũng đó, bây giờ chúng ta có thể làm được cái này này anh em. Chúng ta sẽ đốt để làm được cái netherite scrap đó. Than. À đấy, cho hết 6 cục luôn. Úi giời. Nào. Úi giời. Netherite scrap. Cái này xịn lắm đấy anh em. Cái xịn lắm. Đấy. Ba cục rồi, ba cục rồi. Nhiều rồi, nhiều rồi. Bốn cục rồi. Đây, bây giờ anh cao nhìn này. Đó. Đầu tiên chúng ta cần phải có vàng đó, có 5 cục này, đúng không? Đây là 1, 2, 3, 4. Xong mình lấy cái này này. 1, 2, 3, 4. Ôi dồi ôi. Netherite ingot đây này. Cái này là cái cực kỳ bá đạo này. Đó, anh em nhìn thấy cái đống gì nó chạy trên kia chưa? Thấy chưa? Đặt vào đây. Đặt vào đây. Sao ta? What? Không phải vậy à? Thế là sao? What? Bây giờ sao anh em? What? Tôi tưởng là mình phải làm được cái rồi chứ ta. Hái ta. Hái ta. Sao hái ta? Kỳ lạ ta. Anh em đợi tôi tí để tôi thử lên mạng tôi check thử nhé. Đây anh em, tôi tìm mới rồi, đây này. Này. Đây này. Chúng ta phải có cái cục này chứ không phải là từ cái craft table đó. Chúng ta phải từ cái smithing table này này đó. Chúng ta phải này. Úi dồi. Xịn không? Thấy sáng chói không? Đây này. Tôi lấy hết cái bộ đồ của tôi ra thử cho anh em xem. Thì là đồ bạc là không được anh em nhé. Đồ bạc, nói chung là đồ bạc không được thì phải đồ kim cương cơ. Úi dồi đó. Úi dồi ôi. Thấy dày ghê không? Chúng ta sẽ được cộng một knockback resistance. Thì cái đó là nó sẽ giúp cho mình không có bị đẩy, thì kiểu là thì mình sẽ ít bị, thì mình sẽ ít bị đẩy lùi khi mình bị thằng con đánh á. Đó, quần này xịn không? Đấy, ui giáp trông đẹp chưa?
À, đây là cái nón. Ôi, cái nón trông khác phết vậy. Khiên sao? Khiên cũng được anh em ạ. Nhưng mà thôi, kiếm đi đúng không? Đúng không? Mấy cái đồ này kiếm thôi anh em nhỉ. Kiếm. Ui rồi ôi. Hi hi. A hi hi. A hi hi. Anh em thấy tôi có thanh kiếm chưa? Anh em thấy tôi có thanh kiếm xịn chưa? Mặc đồ vào cái. Ok. Đó. Đúng là không uổng công tôi đi tìm cái này mà đúng là gọi là cái dân lá ăn ngủ này đúng là gọi là cái gọi là khỏe nhất ở ở trong game anh em ạ. Cái này là khoáng khỏe nhất luôn đấy, khoáng ngầu nhất đó. Ok anh em, hôm nay tôi đã quá gọi thót tim với các pha dưới địa ngục rồi. Tôi nghĩ là hôm nay chúng ta chỉ tới đây thôi anh em ạ. Sang buổi sau chúng ta cùng tiếp tục nhé anh em. Bye bye anh em nhé. Anh em thấy hay nhớ đăng kênh của tôi nhá. Ok, bye bye anh em. Ah.